Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe đua rốt dòng Java mang thương hiệu Ý, model Siloro. Và lần này em vé một chiếc Siloro với cái tông màu rất là thể thao, cái tông màu xanh đen. Và độ mới của xe đánh giá rất là cao, chầm trên 90% xe. Đây là một cái mẫu xe được rất nhiều các bác quan tâm đánh giá rất là tốt, về sản phẩm của thương hiệu Ý Java, cái model Siloro. Với thiết kế bộ khung rất là đẹp và hầm hố. Model đời mới của dòng Java, dòng Siloro. Và bây giờ xin mời nhà tốc giải thích chiếc xe. Vâng, thì cái mẫu Java Ý dòng Siloro thì em đã giới thiệu trong thời gian rất nhiều vừa qua rồi. Thì lần này em về với cái tông màu xanh đen. Tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe. Xe còn rất là mới. Khung làm từ hợp kim nhôm aluminum. Bộ khung xử lý theo bộ khung khí động học lực theo cái đường vát của khung xe, yên dẹp. Chạy với bộ rơi sườn cao cấp với cái tông màu xanh đen rất là khỏe và nổi bật trên khung hình góc đây. Và cái mẫu Java thương hiệu này là rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và được rất nhiều các bác quan tâm. Đây là website chính hãng của Java, javabicycle.com. Có cái gạt chắn xích bên dưới nó còn nguyên theo xe, em vẫn còn để nguyên. Đây. Bên dưới nước sơn còn rất là mới. Cổ khớp ghi đông chính hãng của DK. DK em giới thiệu trong video những thường xuyên với DK là cái một trong những cái mẫu làm linh phụ kiện của dòng Java. Nó giống như là dòng Bontrager và Trek vậy. Thì DK này cũng là một cái hãng chuyên sản xuất linh phụ kiện cho dòng Java. Ghi đông cổ khớp chính hãng của DK nguyên bản theo xe, còn rất là mới. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng bên từng đĩa Shimano Sora cũng còn rất là mới. Bên phải em được sử dụng với hai tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Ở đây cũng là một trong những cái mẫu dòng cải tiến của thương hiệu Java, dòng xe rốt đua với cái bộ khung rất là đẹp, hình tam giác vuông, tạo cảm giác rất là khỏe xe cho các bác. Thì cái mẫu Java Siloro này em bán rất nhiều thời gian vừa qua, cũng là một trong những mẫu dòng xe đua bán chạy nhất cửa hàng bên em. Càng carbon chính hãng của Java. Mayer bạc đạn. Và vành đĩa, vành Captiva, vành DK của Java luôn đó nhá. Vành cao cấp, vành nhôm hai lớp. Cũng chính hãng nguyên bản theo xe của Java. Sử dụng lốp Canda. Kích thước lốp 700x23C. Đó là kích thước lốp cơ bản của dòng của xe đua. Sơn của xe này bác nhìn thấy nó còn rất là đẹp. Xe qua sử dụng rồi nhưng mà xe rất là đẹp các nhá. Cọc yên chính hãng của DK, cọc yên dẹp, cọc yên nhôm. Các bác có tư thế ngồi rất là thoải mái và tạo một tính thẩm mỹ rất là cao. Yên chính hãng của DK Siloro. Lần này em vé một chiếc size 46. Thì các bác cao 1m6 trên 1m7, là size S đi vừa. Đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa của Shimano Sora, củ đề sau là củ đề chính hãng của Shimano Sora,
đằng sau được trang bị với Mayer và vành chính hãng của DK. Pedal bạc đạn trang bị với 9 tầng lip. Và bây giờ thì vào những cái chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là mượt mà thân du. Xuống lip. Trang bị với nguyên vào lúc chính hãng của Shimano Sora. Mayer bạc đạn. Bên phải em trang bị với 2 tầng đĩa. Bốn đĩa rụng rỗng, hạt đĩa của da Shimano Sora lên đĩa. Rất là bon. Mẫu thiết kế và bộ khung rất là mới. Đây là cái model mới của dòng Java Sloro. Xe đánh giá độ mới là tầm 90% xe. Dành cho bác yêu thích những tông màu tối, màu xanh đen. Rất là nổi. Vâng, vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Java thương hiệu Ý model Sloro. Vừa này em về chiếc xe màu xanh đen Nguyên mình group Sora. Và xe độ mới tầm 90% xe. Và xe rất tốt với anh em là 9,5 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trước ngày mai.